Thôi em đi, em nào xong đi rồi nha. em kiếm tiền. Đứng lại, còn con mập nữa, mày kiếm gì vậy? Em kiếm con mập mà anh nói. Dạ má ơi, mập là má đó má. Ủa anh nói em hả? Có tiền không? Dạ em không có tiền. Có không? Dạ không. Có không? Dạ có. Sao nó hỏi con mập bị khai chi vậy? Thôi để đưa đại đi, nó la rồi em ướt quần á. Trời đất ơi, đàn ông quá à. Xếp hàng vô. Dạ xếp hàng. Tao là tao không có giỡn mặt với tụi bay đâu nha. Dạ. Coi tao này nha. Dạ. Ôi dạ. Mày chết mày dĩ tao. Cảm ơn, cảm ơn. Biểu diễn luôn chụp hụt nè. Chụp chút cái lưỡi. Mày mới cầm con dao mày đưa nó luôn á. Đưa nó cho nó tập lại. Nó tập lại. Mày có điên hay không? Mày nghĩ sao mày cầm con dao mày đưa cho người ta? Không đưa nó giết mình rồi sao? Mày cầm con dao trên tay rồi làm sao nó giết mày được? Quên. Cho em xin lại con dao nha. Vô lắm. Nghĩ sao mày đưa. Đàm phán không được. Tao không có giỡn mặt với tụi bay đâu nha. Tao không có giỡn. Xếp hàng. Tao đâm một cái xuyên ba đứa lúc luôn nè. Coi tao này nha. Chưa đâm, chưa đâm. Trời, tội nghiệp của ăn cướp bị đau bụng chứ mày. Trời đất ơi, toilet đằng kia kìa. Mày rảnh quá à. Ai bữa mày chỉ toilet cho nó gì vậy? Ai biết. Ê, tại sao nó không nhúc nhích gì hết trơn mày ơi? Ê, cái này tao biết nè. Sao? Tại vì trong binh pháp ngày xưa tao có câu á. Địch bất động, ta bất động. Địch bất động, ta bất động. Nghĩa là sao ta? Có nghĩa là nó không nhúc nhích, mình cũng không nhúc nhích. Vậy thì 1, 2, 3 bất động. Cũng mỏi chứ. Ví dụ nó không nhúc nhích mình đứng tới sáng luôn hả? Anh cướp ơi, không mấy anh nhúc nhích đi, em ngứa quá em không dám gãi. Mày muốn tao nhúc nhích phải không? Mày đừng có nhúc vô. Mày đứng đây luôn. Ra ngoài sao mày? Chứ bây giờ trời ơi, nó thất thế rồi. Ê, nó thất thế. Giờ sao? Nó bị đau bụng kìa. Quốc nó. Mày ui da, ui da, ui da, ui da, ui da, mày. Nó đâu rồi? Dao giả. Mày ăn thằng nào? Trời ơi. Trời ơi, xí quánh. Thằng này nó bán với số công viên kế bên mà phải không? Đồng nghĩa tao. Em á anh. Em bán với số công viên kế bên. Ngày nào anh đi ngang qua bên đó, anh cũng đánh em á, anh có nhớ em không? Ủa, ngày nào ta đi ngang bển tao cũng đánh mày trơn hả? Dạ. Mày nhớ tao. Tao nhớ sao không nhớ trời. Mày nãy mày cầm dao mày hù tao, mày kêu mày cướp tiền ở đâu, mày nhớ không? Nhớ xong nhớ trời, nãy em giỡn vui quá trời luôn. Nãy em giỡn thôi, em đâu có cố tình ấy. Mày vui lắm hả? Không vui mày ra đây tao cho mày vui. Đi đây, đi đây, bước ra đây. Cướp dạ. Mày hả? Ăn dạ. Mày nhìn thấy gì không? Nhìn thấy cái gì hay không? Dạ không. Chưa nhìn sao ra không thấy? Im, mày nhìn thấy cái gì không? Dạ không. Mày nhìn kỹ đi, thấy kỹ chưa? Dạ em nhìn kỹ hơn mà. Thấy gì không? Dạ không. Tại sao nhìn kỹ mà vẫn không thấy? Anh ơi, bây giờ anh phải nói em nhìn cái gì em mới biết em nhìn cái gì chứ em không. Tao không nói mày vẫn phải biết mày nhìn cái gì nghe chưa? Mày không vui da nữa nghe chưa mày? Mày nhìn kỹ đi, mày thấy cái gì chưa? Mày thấy chưa? À dạ, em thấy rồi anh. Xạo làm gì mà thấy, có cái gì đâu mà thấy. Lượm. Kêu lượm lượm liền. Lượm. Kêu không lượm nữa mày. Lượm. Mới nói lần nữa. Trời ơi, sao kèo nào cũng dính nha mày. Cho nó chừa. Nó giả mang của nó. Dạ. Mày cướp mà cho mày đói suốt đời, mà cho mày ăn. Anh ơi, anh em. Cướp, nói liền nha. Tại sao cướp?
Dạ anh tha lỗi cho em không có cố tình gì đâu. Tại sáng em đi bán vé số anh, mà em đi qua công viên cái thằng kia nó giật hết vé số của em. Sáng giờ không có gì ăn ở trong bụng. Rồi em đi ngang qua em thấy người ta mấy cái này nè, mấy đứa con nít nó giục á, cái em lấy em đội vô em bắt chước vậy thôi. Chứ anh ơi anh coi đi, nó thúi quắc hả anh ơi. Trời ơi chơi ngu mày. Sáng giờ không có gì trong bụng anh ơi, anh có gì cho em ăn không anh? Không. Anh áo đỏ có gì cho em ăn không? Để từ từ chị năn nỉ giùm nha. Dạ. Đứng đứng đi. À, mày có gì không cho nó ăn? Không. Thôi mày cho nó ăn đi, bán thiếu tao đi, mất tao trả tiền cho. Mày mà cho nó ăn là tao cho mày ăn đòn đó. Không mà nó không cho, mày có gì ăn không? Tao có xôi nè, mà xôi của tao. Không có, không có, mày nghe tao nói mày nghe nè. Bây giờ mày cho nó ăn đi, tội nghiệp nó lỡ lần đầu à. Thôi mày. Con mập im khỏi, mày qua đây không cho ăn. Nói không là không. À không cho ăn. Không là không. Không là không. Mà tao nói mày cho nó ăn, nó xỉu tại đây á. Đây đây, khỏi cho ăn luôn. Mày làm gì vậy? Lỡ luôn. Rớt, tao nói từ từ đưa nó ăn, bây giờ mày giật rớt hết dơ rồi ai dám ăn? Thôi dám rồi. Trời ơi, nó ăn không hiếu luôn kìa. Ê, thằng kia. Gì? Mày làm gì hả mày? Xôi rớt cũng rớt dơ, nó còn lụm lên ăn, sao mày giục của nó hả mày? Chơi cái gì kỳ vậy? Ê, con người mày giỡn thôi, kiểu này là hơi quá đáng hơn hả mày? Mày đâu phải là người ta đâu. Mày muốn cho ăn cho, mày không cho mày dục. Bây giờ người ta lụm là người ta ăn cũng dục nữa. Tao chơi với mày không ngờ bạn bè ngày hôm nay mày quá đáng thiệt sự. Cũng là cùng cảnh lỗ vô nhau mà tại sao người ta nhiều gói trong đó nhỏ lụm lên ăn là biết nhỏ đói lắm không? Tao hả? Mày nói nói thiệt mày cũng buôn bánh bán bưng như nhau mà sao mày kỳ cục vậy hả? Tao nói nó đâu có dám trả lời đâu, tại vì nó sai quá mày đâu có dám trả lời đâu đúng không? Mày có cho tao nói đâu. Tụi mày bạn tao mà. Mày sao mày? Hả? Mày sao? Mày sao? Mày sao? Hả? Bây giờ mày sao? Hả? Tao không cho nó ăn thì mày làm gì tao? Tao dục sâu xuống đất là mày làm gì tao? Em có nói gì anh? Tao! Tao dục mày làm gì tao? Có nói gì đâu trời! Tao dục sâu xuống đất là vì cái xôi nó dơ rồi làm sao mà ăn? Bạn bè với nhau mà nghĩ tao là cái người dục đồ ăn người ta xuống đất. Không cho mày ăn là cho mày một bài học. Tao nè, ngày xưa tao đi làm tao nghèo hơn người ta 100.000 lần. Tao đi như cực như con trâu con bò đó, ai cho tao ăn? Tao nói thiệt mày, từng tuổi này lớn vậy đối cách mấy cũng chưa bao giờ, chưa bao giờ tao never ăn cắp. Mày đói mày chơi ăn cướp luôn, mày chơi cha đó, mày chơi chơi cha đâu, mày hơn tao luôn á. Thôi mà ăn cắp hả? Ăn cướp hả? Tao định cho nó ăn xôi mới nè mày. Bỏ liền cái tật đấy. Ăn đi. Công an tới, công an tới rồi, rồi công an tới chạy lẹ lên. Bắt dân phòng, cái gì tiếng gì đó? Tao khóc á. Trời ơi, mày khóc âm thanh hay vậy đó hả? Không phải Sôi ơi, tao xúc động quá Sôi ơi. Cuối cùng mày cũng cho nó ăn. Đúng là sao xuyến Sôi. Nhìn nó ăn xôi là tao thấy xuyến sao. Sao trời đất ơi, tôi cho ông ăn xôi mà ông này khóc lớn hơn nữa. Sao vừa phải thôi. Đi đây, đây 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 đây. Đây là nói chuyện với anh nè anh hai. Nghe, từ nay về sau nghe, coi như là bỏ tiệt cái tật này nghe chưa. Dạ. Tao nói mà nghe, tao quýnh mày là quýnh dẫn chơi thôi, anh em nhau không à, hiểu không? Dạ. Có gì mà mất đồ thì kêu người ta giúp đỡ cho mình, nghĩ sao đi ăn cướp xấu xa. Nhớ kỹ cái câu này đi sống mà. Tao nói thiệt mày, đói cho sạch, rách cho thơm.